Lê Dương Bảo Lâm thông báo tàn sự, nhiều sao việc gửi lời chia buồn. Thông tin Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Tối ngày 23 tháng 10, trên Facebook Lê Dương Bảo Lâm đăng tải dòng trạng thái thông báo tàn sự với nội dung Mẹ cho con nắm bàn tay, bàn tay mẹ ẩm con ngày xa xưa. Mẹ ơi, nếu lỡ một mai, mẹ về với đất, tay ai con cầm. Mẹ Lâm mất rồi mọi người à, Bài viết của nam diễn viên đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Theo tìm hiểu, mẹ ruột của Quỳnh Quỳnh, tức mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm, vừa qua đời sau thời gian chiến đấu với bệnh tật, thượng dương 54 tuổi. Theo cáo phó, lễ viếng sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10. Sau đó linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang ở Long Thành, Đồng Nai. Trong đoạn clip được chia sẻ, Quỳnh Quỳnh luôn túc trực bên cạnh mẹ để chăm sóc cô gây sắc xa khi nắm chặt bàn tay mẹ ruột và nghẹn ngào nói mẹ ơi mẹ mở mắt ra đi mẹ nhìn con nè phía dưới bài viết rất nhiều bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời động viên hy vọng gia đình lê dương bảo lâm sớm vượt qua nỗi đau buồn và sự mất mát to lớn này lúc sinh thời mẹ vợ chính là người phụ giúp lê dương bảo lâm và quỳnh quỳnh chăm sóc các nhóc tỳ trước đó trong một chương trình truyền hình thực tế nam diễn viên cũng từng khiến nhiều người xúc động khi vừa leo núi vừa cầu nguyện hy vọng mẹ vợ khỏe lại ông bố ba con từng xúc động chia sẻ mỗi một bước chân của tôi tôi cầu cha mẹ đừng có bệnh nữa tôi cầu cha mẹ hết bệnh nên mỗi lần đi trong lòng thấy bình an tôi khỏe